Sư cho con hỏi, khi mình trích dẫn kinh điển thì mình ghi chú như thế nào? Con đọc các bài viết có trích dẫn kinh điển nhưng đọc không hiểu. Chúng ta có một vài cái quy ước trích dẫn như thế này, và cái một vài cái viết tắt. Đền tức là trường bộ, SN tức là tương ưng bộ, AN tức là tăng chi bộ. MN tức là trung bộ, và KN tức là tiểu bộ. Ngoài ra đó, ví dụ như DN mà có A nữa đó, thì chúng ta biết đó là chú giải trường bộ, thì cái A đó đó là viết tắt của Ách Thất Cà Tha ha. Còn cái DN mà T đó là hậu chú giải trường bộ, tức là TK đấy. Rồi còn cái win tức là tạng luật ha, tạng luật đấy. Còn AB hoặc là có khi là ABH thì là a đàm đấy. Còn những cái con số ở đằng sau ấy là nó quy định cho những từng cái bộ phận nhỏ, ví dụ như trường bộ tập 1, trường bộ ví dụ như ha, trường bộ quyển 1, quyển 1 thì đây này, mở cái cái này đi. Cái này là trung bộ ha, đây là trung bộ ba kinh số 34, thì ở đây nè thấy không, MN 34 đây là trung bộ số 34. Còn cái bản Pali đó thì ở đây không có đánh số, không, ở đây không có đánh số. Đây ở đây coi như qua cái này. Đây ví dụ đi, MN1 nè ha, thì đây á, là trung bộ quyển 1 đấy, thì sau khi mà một đó họ có thể chấm thêm nữa, ví dụ như một nè là Mula Pariya Giáo Vắt Gá, một này họ có thể họ chấm một nè, chấm một chấm một, thì mình biết á, là nó là cái biết nó là cái trung bộ nè, quyển 1 nè, trung bộ quyển 1 phần số 1, phần số 1 bài kinh số 1. Tức là khi mà đánh dấu á, mình sẽ đánh là MN, MN nè, MN1, MN1.1.1
Sau đó nếu mà cái đoạn kinh số bao nhiêu á, ví dụ như đoạn kinh số 3 thì mình sẽ là chấm 3 ha. Đấy. Kinh Trung Bộ đây cái bản chết chết chút ha. Tại cái Trung Bộ á in thì nó không có đánh dấu rõ ràng cái thằng chi chi đánh dấu rõ ha. Nè thì quý vị coi đó, nó có đánh dấu thấy không, đánh dấu gì là 1 10 1 10 phẩm, 1 pháp, 1 La Mã, 2 La Mã, 4 La Mã, 5 La Mã đấy. Rồi hoặc là mình muốn dò cái thứ tự đó, dò thứ tự đây nè, mỗi mỗi cái tiêu đề đó, là mỗi cái tiêu đề đó, ví dụ như cái tiêu đề thấy không, đây đấy, một cái tiêu đề đó, nó có đánh dấu nè, 5 nè, 3.5 nè, hoặc là một cái kiểu đánh dấu nè, a a là tăng chi nè, 2 2 y 35 đấy, 35 là cho bài kinh số 35 nè, thì quý vị cũng có thể dò ở trên đây, nhưng mà quý vị cần có bản in để quý vị dò đấy. Rồi quý vị lấy cái số này nè ha, lấy cái số nè đó, khi mà quý vị trích dẫn ấy, trích dẫn ví dụ như ANA chấm nè, A nè chấm II chấm 35, thì thí dụ như là sư ai cần á, họ mở ra họ biết là à quý vị đang trích dẫn cái bài kinh này. Nó có hai cái nguyên tắc đánh số, một á, là đánh số theo hội Bali Test Society, hai là đánh số theo cái hội Vipassana. Nó có hai cách đánh số mà hình như á, là cách đánh số này của cái hội Vipassana đó, của ngài Wenka, chứ không phải đánh số theo Bali Test Society, cho nên là nó sẽ có sự khác biệt giữa hai cách đánh số.